Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Và giờ đây, chiếc Mino điện Kidman KS1 Bluetooth đã nằm gọn trong thùng xe Lalamu rồi. Mời anh em lên đường giao đàn với mình nhé. Mỗi vòng bánh xe lăn đều là một nhịp đập của thành phố, đưa những cái đàn chất lượng nhất đến tận tay người tiêu dùng. Video lần này sẽ là bàn giao Kidman KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại quận 8. Và bây giờ cùng với hai bạn nhân viên chuyên nghiệp rất quen thuộc với các khách hàng của Minh Phụng Music, mang chậm chậm đưa lên từng bậc thang nhé. Bên trong phòng của em, từng bộ phận của piano đều được bọc lớp bảo vệ cẩn thận để giảm tối đa chầy xước hư hỏng bên trong, sẽ lần lượt được đem ra phía ngoài từ chân đàn, pedal, tấm chắn sau. Sẵn đây mình chỉ cho anh em cách lắp đàn tại nhà nhé. Đầu tiên, chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít các bạn thao tác như trên, với chân còn lại nhé. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp đầu đàn vào và cố định vị trí với ốc và tu vít ở dưới đầu đàn, bóc siêu chiếc đàn piano hiện đại này cùng em trai nhé các bạn. Từ siêu nắp đàn rồi đến siêu phím, căn phòng trở nên rộng rãi và thông thoáng với tấm màu trắng. Khi kết hợp với Kidman KS1 Bluetooth thì không gian sẽ có chiều sâu và trở nên sinh động hơn, đồng thời là nguồn cảm hứng cho em học tập những bản nhạc cực hay trên đàn. Còn đây là đôi lời chia sẻ của mẹ em dành cho tụi mình. Chị rất hài lòng vì hôm trước 6 giờ làm chị mới đến cửa hàng để tìm hiểu cái đàn này mua cho bé. Sau khi tham khảo từ nhiều người bạn và thái độ chuyên nghiệp tận tình của nhân viên, KS1 Bluetooth luôn mang đến sự hài lòng cho người chơi, bởi vì đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome, đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sustain nuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao Kidman KS1 Bluetooth đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh chóng truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.